thức thứ chín là nó quơ chữ. Khi mà cái thức kia xong là đứng dậy, khi nó đứng dậy xong nè, cái chân này nó bước qua vậy nè, thấy không rồi cái tay nè, cái tay nó để vậy. Một nè, để cái tay cái chân là khi nó đứng là đang đứng dậy để làm lại nha. Thấy không, xuống thấp vậy đó, quỳ xuống thấp vậy, cái tay thì quơ quơ chữ. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, lỗ chân này, lùi cái chân này ra, tay cứ quơ vậy thôi. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, đó xong hết. Đó là cái chính đó, là bảy tám chín thức kế của anh.